Ngày hôm nay trong gia đình của em phát hiện ra được một chuyện. Đấy là anh Thành làm mất nhẫn cưới. Cứ coi như là đàn ông các anh sống lộn thuộm cầu thả, thế cho nên là việc mất đồ cũng là chuyện hết sức bình thường. Thế nhưng mà cái vấn đề là anh Thành anh ý không nói thật cái chuyện đó, rồi vội vàng tìm cách đi đánh một chiếc nhẫn giả. Thì đó là bất bình thường. Chắc chắn là có chuyện gì khuất tất ở đây ạ. Cậu chưa bao giờ coi những cái việc như này nó là việc bình thường nhá. Anh đừng nghi mà đấy. Em nhắc lại, chắc chắn là có chuyện khuất tất. Chắc chắn nhá. Thế cho nên là mọi người đừng nghĩ là em đang làm quá mọi chuyện lên. Nếu đã chắc chắn thì cô muốn hỏi gì nữa? Cái vấn đề là anh Thành nhà em nói rằng là việc đi đánh nhẫn giả không phải là ý tưởng của anh ý, mà cái vấn đề đấy là do anh và Danh cùng nghĩ ra ý tưởng và lôi kéo anh ấy cùng làm. Vậy thì em muốn hỏi rằng chính xác ai trong số hai người là người nghĩ ra cái ý tưởng này ạ? Giờ chuyện nó xảy ra như thế rồi, cậu có hỏi ai với ai cũng để giải quyết cái vấn đề gì đâu. Anh đừng im vào đó. Ai nghĩ ra cái ý tưởng gian trá này ạ? Là anh đúng không ạ? Sao là anh? Bởi vì sau cái việc cái con bé thực tập đấy thì em mới nhận ra rằng là anh không hề chân chất mộc mạc giống như bề ngoài của mình. Này, anh tầm ngầm nhưng mà anh đánh chết voi. Đừng suy diễn nữa đi. Hẳn là anh rồi ạ. Bởi vì phải là cái người gây ra cái phốt như thế thì anh mới có thể nghĩ ra những cái chuyện thiếu đứng đắn như vậy. Ai đúng nói? Là em đấy ạ. Là em. Là em á? Tại vì lúc mà anh Thành anh mất nhẫn cưới xong rồi, anh ấy cũng lo sợ chị mắng nên em mình nghĩ ra cái cách đấy. Thật sự là em nghĩ ra cái chuyện này à? Cái này thật ra là làm cho chị kiểu hơi bị sốc và hơi bị bất ngờ. Bởi vì ở trong cái nhà này, cái người mà luôn lẹo nhất đối với chị đấy là chồng chị, sau đó là đến anh Công. Chứ đối với chị thì em luôn luôn là một cái người rất là thật thà và chân thật ở trong cái nhà này cơ mà Danh. Không, cũng xuất phát là chị luôn đối xử với em một cách rất là tử tế. Tại sao em lại làm như thế này với chị ở Danh? Chị đừng suy nghĩ nặng nề quá. Chị suy nghĩ nặng nề bởi vì cái chuyện này nó hết sức là nặng nề. Mọi người không thấy đây là một chuyện hết sức là nặng nề ạ? Rồi tớ thấy thôi. Tớ thấy rồi. Anh đi về kia. Thôi, em từ nãy giờ em nói gì? Đứng im ở đây, bây giờ mình nói chuyện với nhau này. Bây giờ anh nói đi. Lý do gì anh làm mất chiếc nhẫn cưới của mình? Lý do gì? Ở đâu? Tớ đã nói rồi, tớ không nhớ rõ. Không thể nào có chuyện không nhớ rõ được. Chiếc nhẫn cưới được đánh rất là vừa với ngón tay của anh, cho nên không thể nào có chuyện tự nhiên cái nhẫn cưới này bị tuột ra khỏi ngón tay của mình cả. Nó chỉ có một lý do, đấy là anh chủ động cởi cái nhẫn đấy ra. Lý do vì sao anh cởi nhẫn ra? Anh cởi nhẫn ra ở đâu và anh làm mất nó như thế nào? Lý do tại sao anh lại làm mất nó? Vì sao chồng của em làm mất nhẫn cưới ạ? Nhẫn của nó còn không biết, sao hỏi anh? Vì sao chồng chị làm mất nhẫn cưới? Vì sao? Em đừng nhìn chồng chị, nhìn chị này. Nhìn chị, nhìn vào mắt chị này. Em nhìn chị, tôi nhớ lại ngày xưa. Nhớ lại ngày xưa chị đã đối xử với em như thế nào. Lúc mà em là sinh viên, có nhớ cái ngày đấy không? Cái ngày mà chị bán đi cả cái chiếc xe máy của chị để chị đền tiền cho em. À, Hóa ra là không phải mất đúng không? Từ... em đã phải anh hy sinh mấy tháng lương đâu? Em đã phải hy sinh mấy tháng lương để em đưa cho em một cái xe mới. Đi cái gì